Tối 22 tháng 9, bỏ 120 triệu đồng mua tranh của Diệp Lâm Anh trong buổi đấu giá, nhưng doanh nhân Đức Phạm xin gửi lại tranh cho chính chủ và từ chối đi ăn tối cùng. Sau khi đấu giá bức tranh của vợ cũ Diệp Lâm Anh với giá là 120 triệu đồng, doanh nhân Đức Phạm nhanh chóng lên tiếng khi nhận nhiều bàn tán của khán giả. Anh chia sẻ là anh có người bạn mời đến buổi đấu giá để ủng hộ bà con ảnh hưởng bởi bão Yagi. Anh cũng khẳng định là xin được gửi lại tranh cho chính chủ để được bảo quản tốt hơn. Ngoài ra, khi người trong ban tổ chức buổi từ thiện cảm ơn và hỏi về giải thưởng, sẽ có một buổi đi ăn với người bán là Diệp Lâm Anh, nam doanh nhân này đã từ chối. Trước đó thì ở trong buổi đấu giá để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Diệp Lâm Anh đã góp một bức tranh vẽ bóng lưng của chính mình. Người đẹp này tiết lộ đây là bức tranh được vẽ trong thời gian cô gặp khó khăn trong cuộc sống. Bức tranh có giá khởi điểm là 30 triệu đồng. Sau nhiều lần trả giá, bức tranh đã thuộc về chồng cũ Diệp Lâm Anh với giá là 120 triệu đồng. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết động đất vừa xảy ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có độ lớn là 3,3 độ. Sáng 23 tháng 9, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi cảnh báo động đất ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 36 phút theo giờ quốc tế ngày 23 tháng 9, tức là 7 giờ 36 phút theo giờ Hà Nội ngày 23 tháng 9. Một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ là 20,926 độ vĩ Bắc và 104,765 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong thông báo nêu cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kiến tạo gây ra bởi đới đứt gãy tự nhiên, một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất. Ở thông thường thì đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định. Khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh nên vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và có thể xảy ra động đất mạnh hơn. Động đất ở Mộc Châu, Sơn La khác với loại động đất kích thích xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 23 tháng 9, nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều và tối có mưa rào và dông. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 23 tháng 9, nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 78%, mật độ mây là 82%. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ngày 23 tháng 9 năm 2024, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 cho tới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 29 cho tới 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23 tháng 9, Hà Nội về đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 cho tới 29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 cho tới 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho tới 29 độ C. Từ ngày 22 tháng 9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trên đất liền đêm 22 và ngày 23 tháng 9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Từ đêm 22 đến đêm 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 cho tới 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm 22 đến đêm 23 tháng 9,
trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 cho tới 23 độ. Trên biển, từ đêm 22 tháng 9 đến sáng 23 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 3,5 mét. Cảnh báo từ đêm 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 cho tới 70mm, ở cục bộ có nơi trên 130mm. Từ đêm 22 tháng 9 đến đêm 23 tháng 9, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 40 cho tới 80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện chỉ đạo đóng tiếp một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 7 giờ ngày 23 tháng 9. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có lệnh đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 1 giờ sáng 23 tháng 9. Lúc 5 giờ 23 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,79m, lưu lượng đến hồ là 414m³/giây, lưu lượng xả là 5.658m³/giây. Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 12 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ban hành theo quyết định số 740 ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 102 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tiếp một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 7 giờ ngày 23 tháng 9. Công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Sau khi đóng hai cửa xả đáy trên, hồ thủy điện Hòa Bình còn mở một cửa xả đáy. Sáng 23 tháng 9, một chiếc xe ô tô 4 chỗ bị bẹp rúm sau tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, khiến hai người tử vong. Khoảng 6 giờ 30 phút, ô tô 4 chỗ do nam tài xế lái chở theo người phụ nữ chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi đến gần nút giao Phú Thuận thuộc xã An Phú Tây, xe bất ngờ tông vào ô tô tải. Hai xe 7 và 16 chỗ đang chạy phía sau cũng lao đến tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Tai nạn khiến hai người trên ô tô 4 chỗ tử vong. Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị biến dạng và nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Ba xe còn lại hư hỏng nhẹ. Tai nạn vào giờ cao điểm khiến đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 đi Bình Chánh ùn ứ kéo dài. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.